quá mạnh tại giải mùa xuân 2023, Faker và T1 liệu có đang làm hại LCK? Sau tất cả, cổ động viên Liên minh Huyền thoại Hàn Quốc vẫn chứng kiến gương mặt quen thuộc thống trị LCK, đó là Faker và T1. LCK mùa xuân 2023 đang đi về chặng đường cuối. Theo đó, giải đấu cũng đã tìm ra 6 gương mặt xuất sắc dự playoff sắp tới. Đó là T1, Genji, DK, KT, HLE và LSB. Mỗi đội tuyển với màu sắc riêng biệt hứa hẹn mang đến nhiều cuộc chiến bùng nổ. Song hiện tại, niềm tin lớn nhất từ cổ động viên Hàn Quốc vẫn được đặt vào T1. Đội giữ được phong độ cao từ chung kết thế giới 2022 đến chặng đường 2023. Quan trọng, mỗi cá nhân của T1 đều ngày càng tiến bộ, thể hiện được khả năng gồng gánh. Ngoài ra, Faker sắp đến tuổi 27 vẫn ở đẳng cấp thượng thừa. Chỉ là Faker và T1 quá mạnh khiến giải đấu đang trở nên thiếu hấp dẫn, cân bằng. Những Genji hay DK đều không đủ sức đánh bại đội tại thời điểm vòng bảng. Và cơ hội tại playoff cho họ trước T1 cũng rất mong manh. Sau tất cả, liệu Faker và T1 có đang tạo nên vòng luẩn quẩn gây hại cho LCK? Faker và mối quan hệ cộng sinh với LCK. Bước sang 2023, Faker có mùa giải thứ 11 tại LCK. Hay đúng hơn, bao nhiêu thăng trầm của khu vực đều trải qua với Quỷ Vương. Mỗi giai đoạn hưng thịnh, lụi tàn, Liên minh Huyền thoại Hàn Quốc sở hữu nhiều tuyển thủ lớn. Nhưng đến nay, chỉ mỗi ngôi sao 26 tuổi chưa từng rời đi. Hiện tại, nhắc đến T1, tất cả đều gọi tên Faker đầu tiên. Ngoài lòng trung thành, sự cống hiến, anh còn được xem như biểu tượng vĩnh hằng với khu vực. Nếu không có Quỷ Vương, hiển nhiên Liên minh Huyền thoại Hàn Quốc vẫn tồn tại và lớn mạnh theo cách khác. Song, nhờ tượng đài T1, LCK trở nên khác biệt, đầy rẫy những niềm tự hào. Faker góp công đem về cho LCK 3 chức vô địch chung kết thế giới. Anh còn giúp khu vực từng 2 lần thống trị MSI. Quan trọng, Quỷ Vương tạo nên giá trị hình ảnh, thương mại và tiền bạc với Liên minh Huyền thoại Hàn Quốc. Để rồi, một điệp khúc được lặp đi lặp lại nhiều lần. Không bao giờ hay khu vực nào sản sinh được thiên tài như Faker. Hiện tại, ở tuổi 26, Faker có rất nhiều vấn đề trong lối đánh hay duy trì phong độ thi đấu. So với những cái tên ngoài kia, anh vẫn tốt. Thế nhưng, không như trước đây, LCK chẳng thể tiếp tục nương nhờ tài năng của Quỷ Vương. Chỉ là, xét những mặt còn lại, không Faker, khu vực còn lại những gì. Thời điểm chung kết LCK mùa hè 2022, Sohu có bài viết khi LCK không có Faker. Ở đó, trang tin chỉ ra rằng T1 hay khu vực Hàn Quốc đều không thể thiếu Quỷ Vương. Bởi lẽ anh là siêu sao thành công nhất mà Liên minh Huyền thoại xứ Kim Chi đào tạo ra. Những năm gần đây, LCK không phải là không có người chiến thắng mới. DK đã đánh bại T1, Genji cũng quật ngã T1. Thế nhưng, những mánh khóe quảng cáo luôn không thể tránh khỏi nhà vua tìm lại ngai vàng. Vua cũ trở về. Dù ai đánh bại Faker hoặc bị Faker hạ bệ, ánh mắt khán giả luôn nhìn chăm chăm vào anh, Sohu viết. Và chính CEO Genji Arnold từng viết trên Twitter. Tôi nghĩ rằng các đội, bao gồm cả chúng tôi, phải kể những câu chuyện về những tuyển thủ mới và cho phép họ tham gia nhiều hơn vào những hoạt động xã hội. Nếu không, tất cả chúng ta sẽ kết thúc khi Faker giải nghệ. CEO Arnold nói không sai. Vấn đề ở đây, LCK phải kể về ai hay từng bốc ngôi sao nào thay thế Faker. Điều này gần như là bất khả thi khi Quỷ Vương với Liên minh Huyền thoại đã trở thành thói quen của cổ động viên. Bên cạnh đó, cũng phải nói đôi chút về giá trị hiện kim mà Faker mang lại. Theo Naver, Liên minh Huyền thoại hay eSports suy cho cùng cũng hướng đến tiền bạc. Họ cần tài trợ, quảng cáo để duy trì nhiều khía cạnh khác nhau. Và với tư cách ngoài tuyển thủ, Faker được xem như là người kinh doanh giỏi. Bởi lẽ, anh kiếm con số khủng cho bản thân, T1 và cả LCK. Và cuối cùng, theo Naver, Faker đóng góp vào sự phát triển của thể thao điện tử. Tên tuổi, tầm ảnh hưởng từ anh khiến eSports nhảy vọt, mang hiệu ứng toàn cầu. Tất cả đều nhìn vào Quỷ Vương để nỗ lực và biết bản thân đứng tại vị trí nào. Để rồi, không ngoa khi đồng nhất Faker với LCK và đôi bên chỉ tồn tại thời điểm còn có nhau. Faker sẽ là mặt trời, các tuyển thủ khác là vì sao với LCK. Faker ở lại T1, suy cho cùng là chuyện vui với giới Liên minh Huyền thoại. Một biểu tượng do LCK sản sinh ra thì phải kết thúc sự nghiệp tại đây. Quan trọng, sắp tới, cổ động viên đều trông chờ những điều mới mẻ mà Quỷ Vương mang lại. Song, việc LCK tiếp tục phụ thuộc Faker tạo áp lực lớn lên dàn tuyển thủ. Nói thẳng ra, cái bóng của ngôi sao 26 tuổi đã lớn, nay càng khiến tất cả ám ảnh. Bởi lẽ cuối cùng, con Quỷ Vương chẳng ai nhớ đến họ. Để rồi, đánh giá về tương lai LCK với Faker và dàn tuyển thủ trẻ, Sohu cho rằng đôi bên đều quan trọng. Thực chất, phải xác nhận rằng không ngôi sao nào bằng được Quỷ Vương. Nhưng điều này không đồng nghĩa những cái tên khác không thể tạo thương hiệu cho riêng mình. Showmaker từng vướng nhiều ồn ào liên quan đến Faker. Anh không muốn trở thành người kế thừa huyền thoại T1. Ngôi sao DK muốn bản thân được thừa nhận bằng cái tên riêng biệt. Đến nay, Showmaker vẫn còn cách Faker rất xa, nhưng anh có được vị trí cho mình trong giới Liên minh Huyền thoại Hàn Quốc. Hay như Sohu chia sẻ, Faker như mặt trời, còn những tuyển thủ trẻ chính là vì sao. Những thực thể này tồn tại theo quỹ đạo riêng nhưng đều mang đến ánh sáng cho nhân loại. Nếu không có mặt trời, ban ngày còn có ý nghĩa gì?
nhưng chỉ mặt trời không, đêm tối sẽ nhờ đâu thắp sáng. Faker là tượng đài của LCK, khiến khu vực này nở mày nở mặt trên trường quốc tế. Nhưng mỗi quỷ vương thôi là không đủ cho khu vực Hàn Quốc. Sau tất cả, mỗi người mỗi tài năng, vị thế và đều vì tương lai Liên minh huyền thoại Hàn Quốc. Faker đã thay đổi, T1 cũng đổi thay và thúc đẩy LCK phát triển. Quay lại thủa hồng hoang của chung kết thế giới và Liên minh huyền thoại, LCK sớm trở thành cái tên khác biệt. Năm 2013 đánh dấu kỷ nguyên từ khu vực Hàn Quốc trên sân chơi quốc tế. Họ mang đến nhiều điều mới mẻ từ gian tuyển thủ đến lối chơi. Nói cách khác, sự thành công với LCK chẳng phải là nhất thời, mà được tôi luyện qua một quá trình khắc nghiệt. Để rồi cho đến nay, trải qua hành trình dài, LCK từng có thời điểm thất thế trước LPL. Nhưng nền Liên minh huyền thoại xứ Kim Chi chưa bao giờ khuất phục trước kình địch hàng xóm. Bởi lẽ, khu vực Hàn Quốc vẫn sản sinh ra nhiều tài năng ưu tú và thượng thừa. Nói cách khác, LCK chưa bao giờ yếu hay hết thời. Một nền Liên minh huyền thoại kỷ cương, chỉn chu với những con người hết lòng vì sự nghiệp. Họ xứng đáng cùng một kỷ nguyên mới được khai sinh. Nhưng điều này liên quan gì đến vấn đề kể trên? Thành công lớn nhất trong hơn 10 năm LCK gần như gắn liền với Faker và T1. Họ lập cú đúp chung kết thế giới duy nhất đến hiện tại. Đáng nói hơn, thành tích 3 lần chạm tay vào cúp triệu hồi sư của đội. Theo đó, T1 đặt một nỗi ám ảnh lớn lên phần còn lại của LCK. Để rồi, thời điểm chung kết thế giới 2022 tiếp tục chứng kiến gương mặt quen thuộc. T1 cùng Faker nổi trội nhất giải đấu. Họ lại khiến nhiều cổ động viên ngao ngán. Không lẽ sau tất cả, LCK chỉ có mỗi những cái tên trên? Ngoài những Faker, còn bao nhiêu con người xưa cũ? Hay ở đó, lớp trẻ đang tỏa sáng và mang một bộ mặt khác biệt? T1 của hiện tại thực sự đã khác xa với thời 2013, thậm chí là 2016 hay 2019. Họ mang đến Mỹ đội hình trẻ bậc nhất giải đấu. Ngoài Faker chạm ngưỡng 26, còn lại đều dưới 20 tuổi. Để rồi, Quỷ Vương vẫn là nhân tố quan trọng nhưng anh chưa bao giờ cướp hào quang từ đàn em. Điều này có nghĩa T1 đến với chung kết thế giới 2022 bằng thực lực của toàn đội. Nói cách khác, T1 là thương hiệu cũ, quen mặt nhưng bên trong họ có nhiều thay đổi, lột xác đáng kể. Vì thế, chung kết thế giới 2022 vẫn đang chứng kiến những con người mới mẻ, tương lai với giới Liên minh huyền thoại. Hay thậm chí, sự xuất hiện từ DRX cũng mang hơi thở khác biệt cho sân chơi năm nay. Hiện tại, ở LCK mùa xuân 2023, T1 là cái tên cũ nhưng đã mang diện mạo mới. Faker ở đó dẫn dắt, còn gian tuyển thủ trẻ dần giành lấy vị trí làm chủ lối chơi đội nhà. Nói cách khác, Quỷ Vương thay đổi, T1 cũng đổi thay và đang cố gắng tạo nên điều tốt nhất cho LCK.